Namaskaya, chào bạn thân mến. Nguyên Hiếu rất vui được gặp lại bạn trong bài tập yoga dưỡng sinh này. Trong bài tập này là chuỗi những động tác sẽ giúp cho hệ thần kinh của bạn trở nên khỏe mạnh hơn và đặc biệt là phục hồi những cái cơ quan trong cơ thể đang bị tổn thương. Xin mời bạn đứng dậy và sẵn sàng luyện tập cùng Nguyên Hiếu. Chúng ta sẽ đứng lên, hai chân mở rộng bằng vai, các ngón chân của bạn hướng thẳng, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau và bạn đặt trước đùi của mình. Chúng ta bắt đầu với bài tập hít thở và nuôi dưỡng cho tim, cho thận của chúng ta được khỏe mạnh. Hít vào thật sâu, bạn kiểm chân lên, nhấn chặt các ngón chân xuống dưới sàn và vươn cao tay, thở ra từ từ hạ xuống. Thả tay xuống, hít vươn tay lên,
bài tập yoga dưỡng sinh của Nguyễn Hiếu tới đây là hết rồi, và Nguyễn Hiếu mong rằng bạn sẽ duy trì chế độ luyện tập đều đặn hàng ngày thường xuyên cùng Nguyễn Hiếu. Bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng nữa, hãy vứt tuổi tác sang một bên và hãy mở video của Nguyễn Hiếu để luyện tập cùng Nguyễn Hiếu hàng ngày, để chúng ta duy trì được một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh, tinh thần lạc quan và trẻ trung bạn nhé. Bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Nguyễn Hiếu Yoga để đón nhận nhiều hơn nữa những video mới hàng ngày của Nguyễn Hiếu sẽ gửi tới bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo. Om Namaste.